Nối tiếp series Rimuru khám phá thế giới của Super Dragon Ball. Trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng thời gian cho giải đấu sức mạnh chỉ còn có 3 phút đồng hồ. Trên sân thi đấu của giải đấu chỉ còn lại có 4 thành viên duy nhất, đó là số 17, Frieza đang bất tỉnh, còn Goku thì đang chiến đấu hết khả năng cuối cùng với Jiren, người duy nhất còn lại của vũ trụ thứ 11. Jiren đúng quả nhiên là một con quái vật. Jiren biết mình cần phải đánh bại nhanh chóng 3 người của Goku để tìm hiểu xem tại sao tất cả mọi người của vũ trụ thứ 7 lại bị mất tích trên đấu trường một cách bí ẩn như thế. Vậy Jiren sẽ tìm hiểu điều bí ẩn này như thế nào? Điều gì đang chờ Jiren khi tất cả mọi thứ đều là do kế hoạch của Rimuru làm ra? Thì mọi người hãy cùng mình xem trong video tập 18 của ngày hôm nay nhé! Cuộc chiến trên giải đấu đang đi đến những giây phút cuối cùng khi thời gian chỉ còn lại có 4 phút duy nhất. Tất cả các thành viên trên đấu trường chỉ còn có đúng 4 người, bao gồm Jiren của vũ trụ thứ 11, Goku số 17 và Frieza của vũ trụ thứ 7. Còn những người đã bị biến mất thì tất cả vẫn không biết rốt cuộc bọn họ đi đâu. Tại sao lại nói như thế? Là bởi vì chính Ri đã làm cho tất cả biến mất bên trong cái không gian mà mình tạo ra. Ở bên trong cái không gian nơi mà nhóm người đã bị biến mất, hiện tại nhóm người của Rimuru cũng đã bước vào bên trong không gian đó. Khi mới bước vào, Ri chưa kịp làm gì thì đã bị Vegeta, người mới thua trận, túm lấy cổ áo. Điều này đã làm cho Diablo bên cạnh có một chút khó chịu. Vegeta quát lớn: "Rimuru, có phải ngươi là người đã làm điều này đúng không? Tại sao tất cả mọi người lại ở bên trong này? Ngươi có biết lúc chiến đấu bọn ta rất lung túng về sự việc này không? Tất cả mọi người đều tưởng sau khi thất bại đã bị Zeno xóa sổ rồi đấy." Thấy Vegeta lúng túng đến nỗi chưa nhận biết được tình hình, thì Ri đã nói lớn nhằm trấn an anh chàng Vegeta này: "Bình tĩnh lại nào, Vegeta. Chẳng phải tất cả vẫn có thể chứng kiến trận đấu hay sao? Đây chính là kế hoạch mà ngài Beerus đã nhờ tôi thực hiện đấy." Vegeta: "Vậy tại sao ngài ấy lại hoảng hốt như thể mình không biết như thế? Vậy thì kế hoạch này là như thế nào? Tại sao bọn tôi bỗng dưng biến mất vào bên trong này?" Ri bỏ tay của Vegeta ra rồi trả lời: "Cái này là ngài ấy diễn thôi. Nếu không làm như thế thì làm sao những vũ trụ khác tin tưởng được? Còn mục đích rất đơn giản, ngài Beerus làm thế là để bảo toàn lực lượng của vũ trụ chúng ta. Ngài ấy không muốn bất kỳ một ai phải rớt sàn cả. Chính vì thế nên ngài mới nhờ tôi thực hiện cái điều này. Tất cả hãy chờ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến, tôi sẽ thả mọi người ra ngoài để cùng chiến đấu với Goku." Krillin lên tiếng tiếp theo: "Nếu như thế thì việc vũ trụ chúng ta không một ai rớt sàn, liệu nó có quá vô lý không? Với lại, cậu làm sao có thể che mờ đi được cả những vị thần như thế hả, Rimuru-san? Còn chúng ta đang ở đâu đây? Tại sao bọn tôi vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài trận chiến nhưng lại không thể thoát ra ngoài?" Ri mỉm cười: "Cậu đã nói xạo với tất cả các thành viên. À, đây là một trong những tuyệt chiêu bí mật của tôi đấy. Xin lỗi vì đã thực hiện trước khi hỏi ý kiến mọi người. Nó chỉ có tác dụng trong 15 phút để tạo ra một không gian song song với sàn đấu mà thôi. Được rồi, hãy bình tĩnh lại đã nào. Hãy cùng xem trận chiến của Goku. Nếu như cậu ấy có gặp khó khăn thì tôi sẽ để mọi người ra giúp Goku được chứ?" Nói là có một chút bỡ ngỡ và tất cả vẫn chưa tin những lời mà Ri nói. Nhưng giờ bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi thời gian kết thúc, cùng với mong muốn Son Goku và nhóm của số 17 có thể đánh bại Jiren. Mọi người đã quá khâm phục Vegeta, người vừa mới đánh bại một tân thần hủy diệt của vũ trụ thứ 11. Ấy vậy nhưng Vegeta lại không mấy vui vẻ cho lắm khi cậu lại cho rằng mình chỉ đánh bại được kẻ mạnh thứ 2 của vũ trụ thứ 11 mà thôi. Quay trở lại với trên sân đấu, tất cả các Hakaisin và mọi người đang có rất nhiều thắc mắc trong cái giải đấu này. Bọn họ đang chứng kiến những giây phút cuối cùng của giải đấu. Rốt cuộc vũ trụ nào sẽ chiến thắng? Rốt cuộc tất cả các thành viên của vũ trụ thứ 7 đã biến mất đi đâu? Tại sao tất cả lại không trở về chỗ ngồi? Sự biến mất này đến cả Kaioshin cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Những vị thần hủy diệt liên tục hỏi nhóm người của Beerus và Whis. Tuy nhiên Beerus lại chọn cách im lặng không trả lời để tập trung quan sát trận đấu. Bên dưới sân, số 17, người vừa cứu nhóm của Goku bằng một màn tự hủy, anh không biết sống chết như thế nào. Còn Frieza, hắn ta đã bị bất tỉnh tạm thời từ vụ việc bị thần hủy diệt Toppo tấn công. Đương nhiên là hắn ta vẫn chưa bị rớt sàn. Trên sàn đấu trường hiện tại chỉ còn lại có đúng Goku và Jiren là hai người còn chiến đấu với nhau. Việc tất cả mọi người tự dưng biến mất trên đấu trường cho đến việc chỉ còn lại có hai người đã làm cho Goku trở nên tức giận. Goku đã quyết tâm với lòng mình rằng bản thân của mình nhất định sẽ chiến thắng Jiren. Goku bật trạng thái Super Saiyan Blue Kaioken tiến đến cả hai tiếp tục va chạm với nhau trong từng cú đấm cuối cùng. Sau bao nhiêu khoảng thời gian chiến đấu thì có vẻ như Goku đã hiểu một phần cách tấn công của Jiren, nên cậu đang gần như có thể đấu với Jiren trong trạng thái Blue mà trước đó mình không thể chạm được hắn ta. Jiren cũng biết Goku đang muốn tức tốc kết thúc nhanh trận đấu giống mình,
nhưng đó cũng là điều mà Zidane muốn. Zidane mới chỉ bung ra có hơn 45% sức mạnh, hắn ta chưa tung ra toàn bộ sức mạnh thật sự mà đã áp đảo tất cả mọi thứ đến như thế. Đủ để biết hắn ta bá đạo đến như thế nào. Mặc cho Goku có lao đến, Zidane quyết định kết thúc mọi thứ một cách nhanh chóng. Zidane nắm lấy chân của Goku, ném văng anh vào những tảng đá. Rồi sau đó bắn một đòn ki cực kỳ uy lực khiến Goku dính trực tiếp đòn tấn công. Và khi bị dính vào, Goku đã bị bất tỉnh ngay tại chỗ. Thấy Goku bị hạ gục, Beerus bắt đầu lo lắng. Còn Belmont, ông thần này liên tục nói với Zidane, hãy nhanh chóng kết thúc cái kẻ tên là Son Goku đó ra ngoài. Zidane đứng trước mặt Goku trong trạng thái gần như là đã bị hạ gục. Zidane nói lớn, Son Goku, ta công nhận ngươi là một chiến binh, ngươi rất mạnh, nhưng mọi thứ chỉ đến đây thôi. Hắn ta tạo ra một đòn ki với uy lực có thể kết liễu Goku. Một luồng đạn ki bay đến, để rồi chính lúc đó một điều bất thường đã xảy ra. Cơ thể của Goku đã tự di chuyển. Trong ký ức của Goku, anh nhớ đến tất cả mọi người của vũ trụ thứ 7, nhớ đến gia đình, nhớ đến trái đất và nhớ đến ước muốn của mình, đó là muốn mạnh mẽ hơn. Từ đó, một vầng hào quang tưởng chừng như xa lạ nhưng rất quen thuộc đã được hiện ra. Một người được bao bọc với ánh hào quang rực rỡ cùng với mái tóc màu bạc đã hiện ra. Nói chính xác, đó là bản năng vô cực. Lại thêm một lần nữa, Goku đã vượt qua được sức mạnh của bản thân. Goku đã chạm đến ngưỡng cửa cuối cùng của chính mình. Và đây chắc chắn sẽ là trạng thái bản năng vô cực cuối cùng, trạng thái là niềm hy vọng của vũ trụ thứ 7. Nhìn thấy Goku như thế đã khiến một lần nữa tất cả các vị thần hủy diệt đứng lên. Hắn ta lại thức tỉnh hình dạng đó một lần nữa. Thần không thể tin được, Son Goku, hắn ta là một tên con người không hề tầm thường. Beerus thì lại ngược lại, ông đang mỉm cười. Whis, người có thấy màu mắt đó không? Cùng với hào quang mà Goku tỏa ra đấy. Nào, hãy cùng chứng kiến trạng thái bản năng vô cực đã hoàn thiện đi nào. Đúng chính xác, trạng thái lần này của Goku đã gần như được xem là hoàn thiện hơn so với hai lần trước. Đòn ki của Zidane đã bị vầng hào quang của Goku làm tan chảy, điều đó khiến Zidane rất sốc. Ở bên trong không gian của Rimuru, tất cả các thành viên của vũ trụ thứ 7 cũng ngạc nhiên không kém khi bọn họ đang chứng kiến một Goku rất tuyệt vời. Vegeta nắm chặt tay lại sau khi nhìn thấy Goku, còn Diablo đứng bên cạnh chủ nhân, anh lên tiếng. Thưa Rimuru-sama, có phải vượt qua giới hạn mà ngài nói là như thế không? Quả nhiên chủng tộc người Saiyan ở nơi này không hề tầm thường nhỉ thưa ngài. Veldora nhìn thấy trạng thái siêu ngầu lòi đó, Veldora lại nổi hứng lên. Rimuru, ta cũng sẽ thực hiện bản năng vô cực, nhìn nó ngầu thật đấy. Đến chịu với ông rồng Weibo này luôn, mà cũng phải thôi, nó ngầu đến như thế cơ mà. Tuy nhiên, việc Ri đã nhìn thấy trước tương lai nên cậu đã biết ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Ri nói nhỏ, chưa đâu, Son Goku vẫn chưa làm chủ được trạng thái đó đâu, cậu ta vẫn chưa làm chủ được nó. Ở bên ngoài cuộc chiến, thần hủy diệt của vũ trụ thứ 11 đang lo lắng và sợ hãi. Ông ta biết nếu như Zidane không nhanh chóng hạ gục Goku thì vũ trụ mình sẽ gặp bất lợi. Belmont hét lớn, Zidane, mau lên, hạ hắn ta đi, hạ hắn ta nhanh lên. Goku gồng ki của mình lên, lượng ki khổng lồ của Goku đã biến một nửa đấu trường chìm vào nguồn ki của chính mình. Một ánh hào quang thật lấp lánh. Còn Zidane, hắn ta cũng không chịu thua, hắn cũng gồng mình lên. Hai bên đấu trường đã chia ra, một bên là xanh dương và một bên là màu đỏ. Zidane hấp thụ toàn bộ nguồn ki đó rồi bắn ra đòn tấn công lao thẳng về phía của Goku. Nhưng rồi bất chợt, một thứ gì đó đã xẹt ngang qua người của Zidane. Đúng, thứ đó chính là Goku và cậu đã cầm trọn quả cầu ki trên tay. Lập tức, Zidane bỗng dưng đã bị những cú đấm từ đâu đó đấm thẳng vào người, khiến Zidane bị văng ra xa. Zidane đứng dậy, Zidane đã thật sự nghiêm túc. Goku tiến đến, đấu tay đôi với Zidane. Mọi thứ của đấu trường gần như bị phá hủy. Zidane lao thẳng đến, hắn ta liên hoàn tấn công để chèn ép Goku dồn vào một góc sàn của giải đấu. Những cú đấm kinh hoàng đang tung ra như vũ bão hướng từ trên cao xuống. Lúc đó cũng là lúc mà tất cả mọi người cứ tưởng rằng Goku sắp bị rớt đài, bởi vì Goku vẫn chưa làm chủ được trạng thái bản năng để tấn công. Không, không đúng, Goku đã nhận thức được điều đó và cậu đã bắt đầu chuyển sang thế tấn công của bản năng vô cực. Goku đã có thể đỡ lại và tấn công ngược lại Zidane. Cậu lao đến, đấu tay đôi với hắn ta, làm cho cả hư vô nơi đang diễn ra cuộc chiến bị rung chuyển. Tất cả sân đấu đã bị vỡ nát ra thành từng phiến đá. Áo của Zidane cũng đã bị rách ra và sức mạnh của Zidane cuối cùng đã bung ra tất cả. Zidane đang chiến đấu với Goku trong trạng thái phun sức mạnh. Năng lượng ki của Zidane nóng như dung nham lửa đốt. Nguồn ki đó làm cho đến cả các vị thần hủy diệt cũng cảm thấy nó thật kinh khủng. Ngược lại với điều đó, hào quang của Goku lại tỏa ra làm cho tất cả dịu nhẹ đi. Cả Zidane cũng đã vượt qua giới hạn sức mạnh của mình để có thể thức tỉnh đến trạng thái mới của bản thân. Hai người lao đến tấn công, bọn họ đang chiến đấu với sự tôn trọng đối phương là một đối thủ mạnh mẽ. Một người luôn muốn mình mạnh hơn, còn một người lại luôn chiến đấu cô độc một mình. Để rồi khoảnh khắc đó,
Có vẻ như Goku đã áp đơn hơn Jiren. Một đòn bắn Kame cùng với một quả cầu ki khổng lồ lao vào nhau, và đòn bắn Kame đã chiến thắng. Jiren cuối cùng cũng đã bị gục ngã. Anh ta đã thua Son Goku. Jiren lần thứ 2 trong đời anh phải cúi xuống bất lực trước một kẻ mà mình không thể thắng. Lúc mà Goku chuẩn bị hạ gục Jiren thì thế cờ đã bị lật ngược. Cơ thể của Goku đã không thể chịu đựng được trạng thái bản năng vô cực nữa. Cậu đã bị quá tải, dẫn đến Goku đã bị gục ngã, không còn khả năng chiến đấu. Tất cả các vị thần hủy diệt lắc đầu. Son Goku, cậu ta cũng chỉ có thể tiếp tục đến đó thôi. Một con người không thể nào có thể làm chủ được bản năng vô cực được. Belmont nhân cơ hội đó, ông ta hét lớn. Jiren, hãy hạ gục Son Goku, hạ gục những thành viên của vũ trụ thứ 7 đi. Cậu có muốn lấy ngọc rồng siêu cấp không? Chỉ cần chiến thắng là được, hãy hạ gục cậu ta đi. Jiren biết bản thân của mình không thể chiến thắng bản năng vô cực, và đây là một cơ hội tốt. Thời gian của giải đấu không còn nhiều nữa, chỉ còn lại có 2 phút thôi. Jiren bắt buộc phải hạ gục Goku. Người là một chiến binh mà ta tôn trọng nhất cho đến bây giờ, còn giờ thì tạm biệt. Jiren bắn ra một đòn tấn công vào Goku để làm cậu rớt sàn. Tuy nhiên, lúc đó số 17 và Frieza đã kịp thời xuất hiện. Số 17 không hề tự kích nổ bản thân, anh vẫn còn sống, còn Frieza thì đã kịp tỉnh dậy. Frieza lại một lần nữa cứu Goku không bị rớt sàn. Trên đấu trường chỉ còn lại 2 người chiến đấu với Jiren, đó là Frieza và số 17. Ấy vậy nhưng, sức mạnh của hai bọn họ là không đủ để ngăn cản con quái vật Jiren. Hắn ta vẫn còn sức mạnh áp đảo, hắn chỉ ngán mỗi bản năng vô cực của Goku mà thôi, trong khi trạng thái đó đã không còn. Frieza tức tối chửi mắng. Đồ khốn như ngươi, đã thân tàn như thế, tại sao không gục ngã đi cho ta? Jiren bỏ qua mọi thứ. Ta không quan tâm gì hết, chỉ có sức mạnh, chỉ có là người mạnh nhất thì họ mới có thể cứu thoát được tất cả. Chỉ một mình ta là đủ, chỉ một mình ta sẽ đánh bại tất cả các ngươi. Son Goku, ngươi cũng chưa hề hoàn chỉnh được cái trạng thái đó. Thế nên, bây giờ tất cả vũ trụ các ngươi hãy biến mất đi cho ta. Jiren nói mà không để ý đến lòng tự trọng của tất cả các thành viên của vũ trụ thứ 11. Vậy ra ngay từ ban đầu của giải đấu, Jiren không hề quan tâm đến bất kỳ một thành viên nào cả. Jiren chỉ quan tâm rằng một mình Jiren là có thể giúp vũ trụ của mình giành chiến thắng. Đòn bắn ki của Jiren được bắn vào nhóm của số 17, Goku và Frieza. Vậy bọn họ đã kết thúc rồi chăng? Thời gian chỉ còn lại có 1 phút 30 giây. Và nếu như Jiren đánh bại được 3 người này cùng với 1 phút cuối cùng cho sự biến mất của đám người kia, vũ trụ thứ 11 sẽ chiến thắng. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Từ một hướng đâu đó, một làn khói bỗng dưng bao quanh lấy cả đấu trường. Cùng với đó, một ánh sáng màu tím đã làm biến mất đi nguồn ki của Jiren. Một điều kỳ lạ đang diễn ra đã làm cho tất cả mọi người bỗng dừng tẫn thở. Zeno thì đang ngẩn ngơ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Điều thú vị đã đến rồi chăng? Các vị thần hủy diệt cũng đang rất sốc. Cái gì? Cái gì mới xảy ra thế? Đấu trường đang tràn ngập khói che đi rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Thần hủy diệt của vũ trụ thứ 11 đang há ngửa cả mồm ra. Jiren, mau, mau lên! Mau kết liễu bọn chúng đi! Mau, mau lên! Huyết và Beerus thì lại đứng dậy mỉm cười. Đã đến lúc bọn ta hạ màn rồi. Beerus hét to, tiến lên vũ trụ thứ 7. Đánh hạ tên Jiren đó cho ta. Jiren quét sạch đám khói đi, và khi khói tan biến đã làm cho hắn ta đứng đơ cả người. Không chỉ có Jiren có biểu cảm như vậy, mà là toàn bộ tất cả mọi người có trong giải đấu cũng mém té xỉu khi chứng kiến điều mình đang thấy. 12 người biến mất của vũ trụ thứ 7 lại đang đứng sừng sững trước mặt Jiren. Đúng, chính xác, nhóm người bị hạ gục trước đó đã được Rimuru cho trở lại sân thi đấu, bao gồm 15 thành viên bước ra trong làn khói. Krillin, Yamcha, số 18, Quỷ Lão, Tenshinhan, Piccolo, Gohan, Vegeta, Rimuru, Diablo, Veldora, cả 3 người đang nằm ở dưới nữa, đó là Frieza, Goku và số 17. Tất cả mọi người đang chứng kiến điều gì xảy ra thế này? Các vị thần đang đưa hẳn những khuôn mặt ngơ ngác như con nai vàng ra với biểu cảm kiểu cái méo gì đang diễn ra đây? Bọn chúng từ đầu bước ra thế này, sao lại có chuyện hoang đường đến như thế cơ chứ? Rõ ràng tất cả đã bị biến mất hết rồi cơ mà, chuyện này là sao? Daishinkan cũng rất ngạc nhiên với những gì mình đang chứng kiến. Còn Zeno thì đang vẫy cả 4 tay lên với vẻ mặt hứng thú. Bọn họ trở lại rồi kìa, bọn họ không hề mất tích, bọn họ trở lại rồi kìa. Beerus, vậy ra cậu ta đã giữ được lời hứa, nhưng cái cách mà cậu ta làm thật đáng ngạc nhiên đấy. Rốt cuộc cậu ta làm như thế nào để có thể che mắt được mọi người thế này? Rimuru thèm pét, những con người này quả thật rất đáng sợ. Daishinkan mặc cho không biết vũ trụ thứ 7 đã làm như thế nào, nhưng thời gian cho trận thi đấu thì chỉ còn có 1 phút mà thôi. Thế nên trận đấu sẽ còn tiếp tục. Tất cả hãy nghe đây, cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi nào thời gian kết thúc. Hãy tiếp tục đi nào. Jiren đứng hai chân ra, rồi sau đó bộc phát ra nguồn ki với tổng toàn bộ sức mạnh của mình. Jiren nói lớn, hóa ra đám các ngươi chỉ đang lẩn trốn để chờ đợi cái khoảnh khắc tái yếu thế như thế này nhỉ.
Vậy các ngươi tính sử dụng số đông như thế để chèn ép ta ư? Đến đây, chỉ một mình ta cũng có thể càn quét hết các ngươi trong một phút cuối cùng này. Siren, hắn ta là một kẻ cũng đã từng tin tưởng một đồng đội, nhưng sau khi trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp, từ sư phụ cho đến những người mà Siren tin tưởng là đồng đội đó lần lượt chết chỉ vì bọn họ quá yếu đuối. Từ đó Siren mới nhận ra, chỉ có sức mạnh mới có thể khiến cho mọi thứ quay trở lại với trật tự của nó. Chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ được tất cả mọi người. Giờ đây trên đấu trường chỉ có duy nhất Siren, anh ta đang phải chiến đấu với cả 15 thành viên của vũ trụ thứ 7. Bên phía bên kia, Krillin và mọi người tiến đến đỡ lấy Goku số 17, còn Frieza thì hắn tự đứng dậy. Goku nói lớn, các cậu đã trở lại rồi, tất cả không bị đánh bại sao? Frieza, các người làm ta khá ngạc nhiên đó, không ngờ các người có thể đứng ở đây. Ta ban đầu cứ nghĩ rằng các người đã bị xóa sổ sau khi thua cuộc rồi, nhưng không ngờ chuyện này có phải là do Rimuru-san đây làm hay không nhỉ? Mặc cho Frieza có nói gì, Vegeta đã khoanh tay lại và thủ thế tấn công. Các người tạm thời bỏ qua chuyện đó qua một bên được chưa? Hãy đừng có mừng vội cho đến khi kết thúc trận đấu. 15 người đứng thành một hàng thẳng đối đầu với bọn họ là con quái vật mang tên Jiren. Tất cả nghe theo lệnh của Goku. Jiren, vũ trụ thứ 7 của bọn ta sẽ đánh bại cậu. Chúng ta là những người cùng nhau chiến đấu, cùng nhau mạnh mẽ, cùng nhau chiến thắng. Đôi lúc cũng phải cần những người bạn như thế. Tiến lên! Jiren quát lớn. Vũ trụ thứ 7, các người hãy đến đây. Jiren phóng thẳng ra nguồn ki to lớn trong trạng thái sức mạnh của mình đang dần bị giảm so với lúc đầu. 12 thành viên của vũ trụ thứ 7 tiến đến công. Goku, Vegeta, số 17, Frieza, Gohan và Buu lao vào đấu trực tiếp với Jiren. Còn những người còn lại, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo bắn liên hoàn những nguồn đạn ki từ phía xa để hỗ trợ. Jiren một mình đang đánh với 12 người trong những giây phút cuối cùng. Jiren đấm văng từng người rồi lao đến hạ gục từng kẻ. Đừng có phách lối, vũ trụ thứ 7, một mình ta cũng có thể quét sạch tất cả. Chỉ cần ta chiến thắng, ta mới có thể giải cứu tất cả mọi người. Các thành viên của vũ trụ thứ 11, bọn họ cũng không thể tin vào mắt của mình. 14 người của vũ trụ thứ 11, cộng thêm thần hủy diệt và Kaioshin của bọn họ, bây giờ đã không còn quan tâm vào chiến thắng hay thất bại nữa. Tất cả giờ đây, đồng thanh nói lớn. Jiren, cậu không được thua, cậu chính là niềm hy vọng của chúng tôi. Jiren, cậu là người mà chúng tôi tin tưởng. Dù cho như thế nào, chúng tôi luôn ở bên cạnh cậu. Jiren, hãy tiến lên. Lời nói của tất cả những người của vũ trụ thứ 11 đã làm cho Jiren sáng mắt ra. Có lẽ giờ đây, Jiren mới biết mặc cho mình có bỏ rơi bọn họ như thế nào, nhưng tất cả cũng không hề ghét hay trách móc mình cả. Có lẽ Jiren đã sai. Đáng ra, nếu như Jiren ngay từ đứng ra giúp cho những đồng đội của mình, thì có khi vũ trụ thứ 11 đã là vũ trụ có ít thành viên rớt sàn nhất. Jiren nhìn vào những người của vũ trụ thứ 7 đang cùng nhau chiến đấu. Điều đó đã làm cho Jiren hiểu ra mọi thứ. Vũ trụ thứ 7, các ngươi thật tuyệt. Có lẽ ta đã sai ngay từ ban đầu. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của ta. Vũ trụ thứ 7, đến đây. Jiren phóng ra nguồn năng lượng cuối cùng của mình để tung ra đòn tấn công quyết định. Đòn tấn công mạnh nhất của Jiren. Đòn tấn công này không phải chiến đấu vì ước muốn của cậu ta, mà là đòn tấn công chiến đấu cho tất cả các thành viên của vũ trụ thứ 11. Một quả cầu ki khổng lồ với tất cả sức mạnh cùng với 12 thành viên của vũ trụ thứ 7. Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Goku, Quỷ Lão, Gohan. Tích tụ ki bắn ra đòn Kamehameha. Vegeta bắn ra Final Blast. Piccolo tia sáng đặc biệt. Số 17, số 18 bắn ra năng lượng ki kết hợp. Buu phóng ra quả đạn ki khổng lồ. 12 đòn tấn công đã tạo thành một cơn lốc năng lượng khổng lồ có hình con rồng đối đầu một quả bom nổ từ Jiren. Đương nhiên, Rimuru không hề cho Veldora và Diablo tham gia. Đây là cuộc chiến của hai vũ trụ bọn họ, thế nên mọi thứ sẽ để cho hai vũ trụ này tự giải quyết. Một giọng nói lớn. Jiren, đây là toàn bộ sức mạnh của vũ trụ thứ 7. Jiren mỉm cười với tổng toàn bộ sức mạnh của mình. Hóa ra đây là thứ được gọi là đồng đội sao, nhưng ta cũng sẽ không thua. Hai đòn tấn công đã khiến cho cả hư vô cũng đã bị ảnh hưởng. Một tiếng nổ khổng lồ làm che mờ mù mịt cả đấu trường. Và kết quả là... To be continued. Thời gian cho giải đấu vừa kết thúc cùng với tiếng nổ của hai đòn tấn công. Jiren sẽ chiến thắng hay đòn tấn công của 12 người ở vũ trụ thứ 7 sẽ áp đảo Jiren? Trong khi hai bên đều đang bị trọng thương từ những cuộc chiến trước, vũ trụ nào sẽ giành chiến thắng và có được ngọc rồng siêu cấp? Cũng như điều ước của vũ trụ chiến thắng khi có cho mình ngọc rồng sẽ là gì? Thì mời mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé! Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment và một subscribe. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.